Vâng, cơ sở em Trường Thảo gửi lời chào tới các bác. Hôm nay một video ngắn để chia sẻ tới các bác cái dòng cưa gỗ hương. Và cũng đang muốn chia sẻ tới các bác một điều. Thì trong thời gian gần đây thì cũng đã có 4 cuộc điện thoại các bác gọi tới đến bên đơn vị em. Để rất nhiều bác gọi điện hỏi là bên em đang tri ân tặng nước hoa. Tặng nước hoa Pháp hoặc nước hoa Mỹ gì đấy, trị giá là 900 ngàn đồng. Và hiện tại đang sale thì chỉ còn 100 hay 200 thôi. Thì tiện lên video này em cũng nói chuyện luôn với các bác là bên đơn vị em không bao giờ bán nước hoa và kinh doanh nước hoa. Đấy, nếu như tặng quà các bác thì các bác ví dụ như mua một cái sản phẩm gì của đơn vị em Trường Thảo thì em phải tặng các bác với những cái đồ là liên quan tới đồ nông nghiệp. Chứ những cái phần quà mà tới 900 ngàn hoặc là 1 triệu đồng ấy thì các bác đừng tin nhé. Bởi vì cái hiện tại là em đang tra cứu trên mạng xã hội cũng như là thông tin ấy. Thì hiện tại là đang bị cái số điện thoại của các bác ấy, là đang bị lợi dụng, là gọi điện tới để nói là bên shop đơn vị em Thảo thì các bác đã mua một lần hàng rồi và hôm nay gọi tới để tri ân để được tặng quà là nước hoa. Đấy thì hoàn toàn là không có các bác nhé. Thì em lên cái video này thì cũng rất mong muốn là các bác khi xem được thì sẽ từ chối tất cả những cái cuộc điện thoại đấy, bởi vì đấy không phải là đơn vị em. Và với tất cả những cái đầu số điện thoại khi mà gọi tới bên các bác thì là đầu số điện thoại em đã ghim trên màn hình, trên tất cả những cái video em đăng như thế này. Thì đơn vị em Thảo thì chỉ cung cấp dụng cụ lông nghiệp và dụng cụ làm cây bonsai, làm cây cảnh. Thì cũng rất cảm ơn các bác là trong thời gian vừa qua các bác đã quan tâm ủng hộ bên đơn vị em rất chi là nhiều. Thì làm một đại lý lớn nhất cái khu vực miền Bắc này thì đơn vị em sẽ đưa tới các bác những cái sản phẩm tốt nhất và với những cái giá trị thì cũng rất chi là ưu đãi đối với các bác khách hàng mà là khách quen, mua quen, kể cả các bác mới mua thì bên đơn vị em cũng sẽ tặng quà để sẽ liên hệ để làm quen với các bác những cái đơn hàng sau. Đấy, nhưng mà không bao giờ có đơn hàng là nước hoa hay là bất kỳ một cái dụng cụ gì mà không liên quan tới cái đồ làm vườn, đồ làm cây các bác ạ. Đấy thì tiện em cũng giới thiệu luôn tới các bác là cái bộ cưa gỗ hương là bộ 3 cây. Thì cái bộ cưa gỗ hương này là một cái bộ cưa rất chi là tốt. Đấy, đợt trước thì nó sẽ có 4 cây, cây 10cm, cây 15, cây 20, cây 23. Đây là cây 23 này các bác ạ. Thì hôm nay đơn vị em cũng mới về cái số lượng nó rất chi là nhiều. Để đáp ứng nhu cầu các bác trên mọi miền Tổ quốc ấy, thì đơn vị em sẽ có mấy nghìn sản phẩm và nhà em sẽ nhận xỉ lẻ trên toàn quốc. Với trên 63 tỉnh thành của đất nước thì đâu đâu cũng có những cái mặt hàng của đơn vị em Thảo gửi tới. Để nếu như các bác mà muốn mua gần thì hãy liên hệ với em thì bên em sẽ chỉ đại lý cho các bác để đi mua gần. Còn nếu như các bác mà tin tưởng muốn đặt tận gốc giá tốt nhất thì hãy liên hệ trực tiếp cái đầu số điện thoại em đang ghi ở trên phần video này. Thì em sẽ tư vấn các bác và nhất là ưu tiên các bác kết bạn Zalo. Em sẽ gửi ảnh và chi tiết thì sẽ kỹ hơn để các bác mình nắm bắt được. Ví dụ đây là cây cưa 23cm, dòng cưa gỗ hương. Cái dòng cưa này thì em có nói luôn nó sẽ có một loại 1 và một loại 2 các bác nhé. Cái dòng tất cả những cái dụng cụ đơn vị em thì thường gửi cho các bác là loại 1, bên em không bán loại 2. Về những cái dụng cụ nào mà như thế nào em sẽ chia sẻ ngay để các bác mình nắm bắt được. Ví dụ đây như là cái cưa 15cm. Một cái dòng cưa ví dụ như các bác phải mua tới 400-500 nghìn thì các bác thử đổi sang cái mẫu này đi. Cái mẫu này chỉ có 150 nghìn thôi, vừa sang vừa xịn, đẹp nữa các bác ạ, và chất lượng cơ bản nhất là các bác làm là phải chất lượng. Đấy thì đây là cái cây cưa 15cm nhá, giá 150 nghìn các bác ạ. Còn ví dụ như các bác mà yêu cầu cây 20cm này, 20cm thì em cũng nói luôn nhé, 20cm. Đấy, rất nhiều bác về đo bảo em ơi không được 20cm, nhưng em sẽ chia sẻ với các bác. Các bác hãy đo từ cái góc đầu tiên phần trong này tới cái phần mũi này thì nó sẽ đủ 20cm các bác nhé. Chỉ đo phần mình thép thôi. Đấy, cái thép của loại ánh như này, cái thép này là thép không gỉ các bác ạ. Và phần tay của nó là phần tay cưa gỗ hương. Đấy, chỉ đơn vị em mới cung cấp cái mẫu tay này các bác nhé. Cây 15, cây 20 này. Và cây 20 này thì trị giá của nó là 200.000 trên một cây. Và từ hai cây thì em Thảo sẽ miễn phí ship nhé. Hoặc các bác mua thêm cái sản phẩm nào, ví dụ như mua một cây như này là mất phí ship rồi các bác ạ. Đấy, thì có như nào em cũng sẽ chia sẻ luôn như vậy. Tất cả những cái sản phẩm của bên đơn vị em Thảo thì có bác đặt câu hỏi xuống dưới phần bình luận là giá bao nhiêu tiền. Thì em rất mong là các bác hãy xem thật kỹ những cái video mà Kim đăng tải. Tất cả những video thì em chia sẻ đầu tiên là về cái chất lượng, kích thước và sau đó sẽ báo giá luôn. Đấy, cho nên là các bác cứ xem một chút thôi là em sẽ báo giá nhé.
đấy. Và nếu như các bác mà muốn đặt hàng thực sự là tin tưởng nhất thì những cái số điện thoại em ghim trên phần cái video này, và cũng như là đến các bác vào phần Zalo là có em Thảo hoặc em Trường Thảo, thì đấy chính là shop của em, thì đơn vị em sẽ nhận gửi và ship đến tận nhà các bác. Rất cảm ơn là các bác luôn quan tâm và đã ủng hộ tới bên đơn vị em qua rất nhiều những sản phẩm. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh nút đỏ ngay cạnh góc màn hình để đón xem và cũng như là lựa chọn rất nhiều những dụng cụ hay. Và cái phần cưa cuối cùng này thì giá của nó là 300.000 trên một cây cưa 23 các bác ạ. Đấy, bao chất lượng tới tận nhà các bác nhé. Nhận kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.